Thì sẽ khó cái gì? Ok, tới em, chịu khó lên đi. À, các bạn đừng có ngại, ở đây là giống như thầy là cái người gắn liền với các bạn. À, những cái gì mà thầy đã từng đi qua thì thầy có nhiều môn sống, thầy hướng dẫn các bạn làm tốt hơn thôi. Chứ bây giờ ở đây mà các bạn ngại lên, các bạn diễn nữa, thì ví dụ mô bố các bạn xuất hiện trong một cái chương trình nào đó thì làm sao các bạn đủ tự tin? Người rất là đông luôn, máy móc thiết bị rất là đông luôn, đúng không? Đúng không? Mà đơn giản một điều chúng ta phải tự tin nha, tự tin. Bữa hôm thầy nhìn em không kỹ, bây giờ nhìn kỹ thấy em với Lê Dương Bảo Lâm xem Gì vậy? Em phải làm sao đó thầy diễn hơn với Lê Dương Bảo Lâm. Ngày xưa thầy dạy Lê Dương Bảo Lâm mà. Lê Dương Bảo Lâm á, là ngày xưa thầy nói thêm cho ngày lưu lưu nhát lắm, múa lửa, tập múa lửa mà Lê Dương Bảo Lâm đi diễn hội chợ là múa lửa mà. Mà bây giờ nổi tiếng à, múa lửa, Lê Dương Bảo Lâm xuất phát từ múa lửa. Rồi, lên giới thiệu cái đi nhé. Ờ, phải có giới thiệu chứ. Ồ, phải tập từ từ cho quen các bạn, các bạn phải tập từng chi tiết một. À, đến đây cách phim bộ phim gì? Nói đơn giản thầy nói nãy giờ trong 3 giây là chúng ta nghĩ ra một cái kịch bản rồi. Nhạy nhất là gì? Chúng ta nghĩ ra một cái tên thôi mà chúng ta không nghĩ lên để không biết đặt cái tên gì. Ví dụ cái sớm trọ mèo mẹ tôi. Các bạn tự đặt ra một cái nhân vật nào đó thì các bạn tự diễn thôi, cái tên nó gì? Cái tên nó chỉ nói lên yếu tố cái idea của bạn nhảy ra thôi. Hiểu không? Chứ đừng có nghĩ là mình sẽ làm một cái tên nó phức tạp, đúng không? Đơn giản là nghĩ cái tên gì thì đúng không? Ví dụ muốn nói cái tên tóc sùng cũng được, thầy đâu có, đúng không? Tóc sùng cũng được ha. Rồi, bắt đầu. À, kính chào tất cả các bạn. Xin chào đạo diễn và nhà sản xuất Trương Thành Công. Hôm nay tôi đến đây là để thử vai cho nhân vật Tú Huy trong bộ phim Đứa Con Ngoài Giá Thú. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả mọi người cùng đến với màn hóa thân của tôi. Rồi, rửa tay. Rồi, xuống đây. Xuất hiện từ nhân vật phải không? Rồi, tập trung. Máy. 2, 3, and action. Ừ, thì anh cũng mới tới nè em. Trời đất ơi, thì thằng con anh chị hai nó mở cửa cho anh nè. Nhà có ai đâu, gắn que à. Ừ, thì thằng Cường á. Ừ, em hiếp rồi. Alo, thằng Thảo Huy em kiện quá. Đâu ba chuyện riêng tư đó, nói tới nói lui chim hài. Thôi để chừng nào anh về Nhật lại mình nói cho nha. Còn gì nữa? Cái gì? Trời đất ơi! Mà em nói sao? Có người mua quà hay em? Trời không giỡn anh hay em? Trời ơi, cái tranh sống chị mà có người mua hả? Wow! Người Mỹ luôn à? Trời đất ơi! Vậy là cuối cùng sau hơn 10 năm anh vẽ thì cuối cùng bức tranh người con gái và nãy cứ siêu cũng đã có người mua rồi hả em? Trời ơi, 10.000 đô luôn hả? Chàng trai này đã bị hùng rồi. Hả? Tên gì? Ủa gì kỳ vậy em? Ủa tổng người Mỹ mà cái tên gì đọc cái gì mà Yokohama Toyota. Ủa nhà ổng bán xe à? Ờ tôi kệ, tên gì kệ thôi, giờ em có gì giúp anh thương lượng với ổng tiếp nha em. Được như thì bán đại đi chứ cái tranh nó 10 năm rồi, khổ quá em ơi. Anh vẽ từ hồi bên Việt Nam cho tới bây giờ mà vẫn chưa có ai mua hết. Vậy nha. Rồi biết rồi mà khổ quá. Rồi, sắp tới đám cưới, đãi ba nơi luôn được không? Việt Nam chở nè, Nhật Bản chở nè. Thêm một địa điểm bên đảo Hawaii nữa ha. Rồi vậy đi, trời ơi khổ quá, có như đó nó tới lưu bài thiệt tình luôn á. Rồi, vậy thôi nha. Để anh còn rồi vậy thôi á. Rồi thôi đi. Rồi cái tên của cha nó làm ơn em hạn chế nhắc tên của ổng trước mặt nha, tên nghe mệt quá.
Mẹ ơi, cuối cùng thì sao ba nhá? Con cũng đâu, cũng đã quay trở lại căn nhà này rồi. Con xin lỗi mẹ, vì lúc đó con ra đi mà không nói với mẹ một lời nào. Nhưng thực tình là sự việc lúc đó con vẫn còn quá nông nổi. Bây giờ khi con đã quay về đây rồi thì mẹ đã không còn nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Giống như ngày hôm nay, mặc dù con không thành công, nhưng công lao của mẹ là rất lớn. Mẹ chính là người đã truyền động lực cũng như là tất cả những gì hay nhất và đẹp đẽ nhất để giúp cho con có được công việc mà con hằng mơ ước cho đến giờ phút này. Con yêu mẹ nhiều lắm. Bức tranh đầu tiên mà mẹ dạy con vẽ, đến giờ con vẫn giữ nó. Mẹ chính là thần tượng của con. Alo, tôi đây, có gì hay không? Thì ra là vậy à? Nhà có lắp camera hả? Cũng hay đó. Được, vậy thì sao chứ? Cái gì? Nè nha, tôi nói cho anh biết nha. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của tôi nha. Tại sao tôi không có quyền trở về đây để bà thăm mẹ của tôi chứ? Mẹ đã mất rồi, anh có biết hay không? Tại sao đến giờ phút này rồi mà anh vẫn còn cư xử với tôi như vậy? 3 năm rồi tôi mới về đây, thậm chí là từ lúc bỏ nhà ra đi cho tới bây giờ, tôi và mẹ còn không gọi video call cho nhau nữa mà. Bây giờ mẹ nó mất rồi, cả anh và anh ta còn muốn gì nữa đây? Thì sao chứ? Thì sao? Đúng, tôi là con nuôi đó. Tôi là một thằng không ra gì. Ba tôi hồi xưa vì muốn đào hỏi mẹ cho nên mới đến với bảy. Vậy thì sao? Chẳng phải là cả Dưỡng hai cũng đã công nhận tôi rồi mà. Trước lúc mà Dưỡng ấy qua đời, Dưỡng ấy cũng đâu còn căm ghét gì tôi cũng như là quán trách gì mẹ đó đâu. Thậm chí Dưỡng còn kêu tôi ở lại căn nhà này sống chung với mấy người cho đến suốt đời cơ mà. Được, bây giờ thì ba có hai anh cũng đã mất rồi, hai anh có muốn nói gì mà chẳng được chứ. Cứ yên tâm đi, tôi chỉ ghé đây có chút xíu thôi.
thắp nhang cho mẹ xong rồi. Bây giờ nếu như các người muốn, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, có được hay không? Thằng Cường nó không tự ý mở, có muốn trách gì thì trách tôi đây nè. Sáng nay tôi cũng nói cho anh và anh ba biết luôn, lần trở về Việt Nam này ngoài việc chính là thăm mẹ ra thì tôi sẽ không muốn nhìn mặt hai anh nữa đâu. Như tôi đã nói rồi, tôi chỉ ghé đây có chút xíu thôi. Anh Yến, nè nghe tôi cắm anh nha, bác ruột của tôi đã mất rồi, tôi cấm anh không được sử dụng ba máy nha. Rửa xe thì sao chứ, tôi khốn nạn, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Mẹ ơi, bây giờ con phải đi rồi, con không thể nào ở lại căn nhà này được thêm một phút giây nào nữa đâu. Con phải đi thôi. Dạ. Mẹ ơi, Nhất định con sẽ còn trở về mà, nhưng mà chừng nào mẹ còn ở trong căn nhà này thì thật sự là con không biết liệu gia đình mình có còn có thêm một lần nào nữa tới đây để mà được thắp nén nhang cho mẹ nữa hay không. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm, mẹ mãi mãi sống trong lòng của con. Bây giờ con đi đi, con chào mẹ. Cường ơi, bây giờ chú phải đi rồi, thôi con ra đóng cửa giùm chú nha. Cường ơi, rồi ok like. À, ok, ngồi đi, thầy xin nhận xét. Thật ra thì kịch bản của bạn quá xuất sắc. Cái hay đó, bạn gài cái chi tiết rất là tuyệt vời. Thì giờ khi ngay từ đầu á, chúng ta bước vô một cái căn nhà đó thì các bạn cứ hình dung thử đi, không thể nào vô một cách rất là tự nhiên được. Nhưng mà đầu tiên mà bạn vô, bạn nói Cường ơi, có gì mở cửa cho chú á. Mở cửa cho chú thì mọi người nghe làm tưởng là giống như bạn ấy đi về. Nhưng mà cái câu cuối cùng nó gài lại là thành ra là bạn lén về thăm mẹ mình khi đi nước ngoài bao nhiêu năm giờ. Cái câu chuyện này và cái sức diễn của em nó rất là tuyệt vời cho cái phân đoạn này. Nói chung là từng khoảng khắc một, buồn có, vui có, giận dữ có, nó rất là happy cho cái phân đoạn này rất là hay. Mà thầy nghĩ là hồi nãy giờ mọi người nghĩ rất là nhiều, cuối cùng em nói là để em suy nghĩ, nhưng em suy nghĩ là kịch bản tuyệt vời. Thầy chấm điểm rất là cao kịch bản của em, mà em diễn cũng xuất sắc. Chỉ có một cái là bây giờ thầy góp ý một tí để cho em hoàn thiện hơn cho cái phân đoạn này. Về giọng nói của em thì rất là tốt, âm lượng rất là hay, tiếng vang xa vào, nhưng mà em nói nó bị vội vã quá thì nó sẽ khó lấy được nước mắt của mọi người. Ví dụ như khi đứng gần mẹ thì chúng ta thủ thỉ, chúng ta sẽ nói ngân vang chậm chạp để cho gì, để cho người xem họ cảm. Mặc dù là khi mà em làm phim cái nhân vật chỗ đó thì em cũng không thể nói cái giọng của em được. Nếu em nói cái giọng của em mà cái người lầm tiếng á, họ cũng không thể nào diễn cảm được. Nếu không, từ khi em nói lẹ quá, em nói lẹ quá cộng với em nói ngắt khoảng gì quá đó thì nó sẽ làm cho cái nhịp phim nó lẹ đi, mà cái chỗ tâm lý thì nó phải lắng xuống nó. Thì em mấy cái chỗ mà lắng đọng em nên chậm lại, hiểu không, chậm nhịp lại thì rất là hay. Thầy thấy hình như là em
đến đại học thì để bổ sung thêm thôi. Tôi như giống như tốt nghiệp luôn rồi ha. Không có không thì rất là tốt, không rất là tự nhiên, từ cái giận dữ cũng có được cái biểu cảm rất là tốt, đọc hành động, đập tay trên bàn, phải không, mọi thứ. Và kịch bản của em rất là sát, rất là hay, và cái kết cuối cùng nó vẫn gọi là một cái yếu tố có mở, có kết và có nút thắt để được xem cảm nhận như cái kịch bản của em nó rất là happy. Ok, chúc mừng em. Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao đó có nhiều cái kịch bản như vậy. Thầy muốn là mai chiều em về em viết ra kịch bản này cho thầy luôn nha, em viết đi, rồi bắt đầu cả lớp rồi các bạn nào á, thầy sẵn sàng liên lớp mình á, thầy sẵn sàng bỏ một ngày nào đó chủ nhật các em rảnh á, thầy ơi thầy rảnh không, hay là thầy cho mình quay nhau một clip để em làm cái phim kỷ niệm của cuộc đời em ha. Thì sẵn thầy sẵn sàng bắt các bạn này đóng, rồi một số bạn trong đây đóng dây chính khi mà trung tâm cho phép, bắt đầu thầy mời cho các bạn. Chứ chúng ta học ở đây ít nhất chúng ta cũng phải có một cái phim để chúng ta làm kỷ niệm, đúng không? Đúng không? Thầy sẵn sàng làm điều đó, mấy khóa trước thầy cũng làm á, mặc dù trung tâm không có làm chứ mà thầy vẫn kết nối nhau được. Và thì đó là cái gì đây? Cái mà các bạn được trải nghiệm phim trường, các bạn được nghe tiếng action, các bạn được diễn, các bạn được mặc đồ, các bạn được hóa trang thành một cái nhân vật trong đó, bối cảnh y như thiệt. Rồi chúng ta cũng có cái để chúng ta quăng lên YouTube, những cái chúng ta quăng lên Zalo để chúng ta chứng minh mọi người là chúng ta cũng đã đến với con đường nghệ thuật ngắn nhất, và chúng ta để chúng ta được diễn, quan trọng nhất là chúng ta được diễn một cái nhân vật nào đó mà chúng ta yêu quý trong thời gian mà chúng ta học đây 3 tháng, đúng không? Kịch bản này em về em viết, mà thầy nghĩ em viết kịch bản được á, em cố gắng viết nhiều kịch bản đi, nhiều yếu tố đây nè, thầy sẵn sàng bỏ ra một hôm hai hôm thầy sẽ làm cho các bạn, sẽ có người edit rồi đưa nhạc vô này kia hết, các bạn coi cũng thấy thích nhé. Đó là những cái gì mà thầy dành cho các bạn ha. Rồi chúng ta phải có nhiều bạn hay nữa. Bây giờ đơn giản sau khoảng 8 người, 8 bạn lên, đâu có ai diễn giống ai đâu, đúng không ạ? Thì có đâu có phải là 8 cái kịch bản không? Đúng không? 8 cái kịch bản. Đây kịch bản rất là hay luôn. Kịch bản này lấy nước mắt nè. Đây diễn thầy nổi da gà. Còn đây kịch bản nó không nổi da gà, nhưng mà cái mấu chốt của nó siết. Còn thấy Hằng thì diễn một kịch bản rất là đờ và nó làm cho thầy cái tim mình nữa hầu hợp, còn những bạn khác thì chưa đủ độ. Thật ra thì lớp của mình nó rất là đầm đều, các bạn khả năng các bạn làm được đó, nhưng do là sao, do các bạn thiếu tự tin cho bản thân mình. Đây là cái lớp chúng ta cái trải nghiệm lên chúng ta nó bậy cũng được, giống như bây giờ phải công nhận bạn Ngang không, bạn Ngang lên bạn diễn đâu có, nhưng mà bạn cũng tự tin, thì cái đó là cái vốn sống bạn, mốt nó sẽ nghèo liền văn vốn võ liền. Mà các bạn mà không xuất hiện sân khấu hoài cho dù dễ nghệ sĩ nhân dân nổi tiếng Hồng Văn đi, một tháng trời mà không diễn sân khấu lên là đơn, không diễn được. Lý do là sao? Sân khấu là phải diễn hoài thì mới làm sao mới diễn được. Nên tóm lại là ở đây hy vọng là các bạn với các con này chịu khó nghiên cứu, chịu khó trao rồi ha. Rồi hồi nãy giờ xem mình biết rồi ha, giờ tới Lê Dương Bảo Lâm nha. Rồi, xin mời bạn đó, rồi cũng lên giới thiệu giống như mọi người luôn ha. Rồi ok à. À, ok mà mặc hết đi, muốn làm đi thầy sẽ làm phim cho em nha. Dạ. Rồi, thì chuẩn bị 2, 3 bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ trình bày cái vở diễn Ước Mơ Nhỏ Nhoi. Xin đạo diễn, nhà sản xuất cũng như là ekip cho ý kiến và góp ý cho tụi nha. Nếu mà được thì cho tụi vô cái giai này cho tiễn thẳng luôn thì càng tốt. Biết ơn cả nhà mình rất là nhiều. Ok. Xem được bắt đầu ạ. Rồi, xuống đây.